Biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà mất những tài sản gì? Qua kiểm tra, người thân của ca sĩ Hồ Ngọc Hà báo số tài sản bị mất gồm 20 lượng vàng, 100.000 đô la Mỹ cùng nhiều trang sức với tổng giá trị ước chừng khoảng 3-4 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức đang tiếp tục phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra, làm rõ vụ căn biệt thự của bà Hồ Thị Ngọc Hà, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ở phường Thảo Điền báo bị mất trộm tài sản. Liên quan đến vụ việc, theo thông tin phóng viên, người thân của nữ ca sĩ này đã trình báo số tài sản bị mất gồm 20 lượng vàng, 100.000 đô la Mỹ cùng nhiều trang sức, tổng giá trị số tài sản bị mất ước chừng khoảng 3-4 tỷ đồng. Trước đó, vào sáng ngày 8 tháng 10, người thân của ca sĩ Hồ Ngọc Hà phát hiện căn biệt thự của nữ ca sĩ này nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, bị xáo trộn đồ đạc, có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập, qua kiểm tra, gia đình phát hiện nhiều tài sản có giá trị đã bị lấy mất nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, nhận được tin báo, Công an thành phố Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh để xác minh, điều tra vụ việc.